Vâng, quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Hôm nay em sáng được đứng tại cái showroom của nhà mình để giới thiệu tới các bác một trong những mẫu tủ áo qua rất nhiều các sản phẩm mẫu tủ áo mà đồ cổ sang trang làm cho rất nhiều các bác khách tuyệt vời của mình. Và đây là một cái sản phẩm hết sức tuyệt vời với dòng mẫu tủ áo 3 bộ 5 cánh thì mặc định các bác phải có một cái không gian nội thất phòng ngủ nó phải tương đối rộng các bác ạ. Với cái thông số kỹ thuật đó là gì? Chiều sâu của tủ là 65 phân, 65 phân các bác ạ. Và chiều dài các bác nhé, tổng chiều dài phủ bì của chiếc tủ này nó là 2m75 và tổng chiều cao là 2m17. Và mẫu tủ áo 3 buồng 5 cánh này được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang làm theo đơn đặt hàng của một anh trai ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Và sản phẩm hôm nay đã xong rồi thì em Sáng làm một cái video để gửi cho anh, cũng là gửi cho quý vị anh chị em có rất nhiều cái tư liệu để các bác tham khảo về những sản phẩm tuyệt vời như thế này các bác ạ. Với dòng mẫu tủ áo 3 buồng 5 cánh thì bao giờ thế các bác nhé, ở giữa sẽ là một cái khoảng cánh, một cái buồng nhỏ, hai bên là hai buồng lớn các bác nhé. Đấy thì toàn bộ sản phẩm đây các bác cảm nhận này, được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang làm trên nền tảng đó là chất liệu gỗ cụ nào, nhưng mà em Sáng làm màu là làm màu sáng, màu sáng là màu gỗ hương các bác nhé. Đấy thì toàn bộ em Sáng nói rất nhiều về sản phẩm rồi. Chiều sâu 65 đó là một chiều sâu tuyệt vời, cực kỳ rộng luôn. Đấy, với hàng phân khúc hàng tự do người ta chỉ làm 59-60 thôi. Và là cái thứ nhất, cái thứ hai là toàn bộ những cái cánh hồi đây này hay là cánh tiền này này, em Sáng đều là một miếng hết các bác nhé. Cánh hồi này là xẻ 1/2 đậu rồi các bác này. Đấy, và toàn bộ cánh tiền đây các bác ạ. Đấy, toàn bộ cánh tiền đây thì em Sáng làm là 1/2 đậu và có lao sang hết các bác nhé. Đây. Đấy, các bác em quay video các bác cảm nhận này. Toàn bộ lao hết này, đây là đường rãnh hết này các bác ạ. Và những cái video mà em Sáng nói về cách chạy hết thì em Sáng cũng đăng trên kênh đồ gỗ Sáng Trang Luxury rồi. Các bác có thời gian các bác qua, các bác xem ủng hộ em Sáng. Để nói về độ chắc chắn thì các bác cực kỳ yên tâm. Bởi với cái phân khúc hàng cao cấp như thế này thì em Sáng làm rất nhiều rồi các bác nhé. Nội thất bên trong thì hết sức tuyệt vời. Mỗi một ngăn này em Sáng làm hai đợt các bác nhé. Mặc định những phân khúc hàng tủ bình thường chỉ một đợt, nhưng mà những mẫu tủ áo em Sáng làm thường là hai đợt. Và đợt là đợt có lồng khung các bác ạ. Đợt có lồng khung. Toàn bộ bên trong đây các bác cảm nhận này. Đấy, ván một miếng hết các bác nhé. Đấy, và hồi đây cũng là lao thang hết. Toàn bộ lao thang hết hết. Bản đề xịn, bản đề đồng này các bác này. Đấy, cảm nhận này. Để nói về mẫu tủ áo thì nó không có gì quá đặc biệt ở nội thất bên trong các bác ạ. Thật sự là như thế. Nhưng để làm một cái sản phẩm tủ áo đẹp cao cấp thì không dễ gì các xưởng làm được. Nó chỉ thể hiện được những cái xưởng người ta chuyên môn, người ta thể hiện cái tinh thần người ta làm đẹp thì nên sản phẩm nó mới chất lượng thôi các bác ạ. Mỗi một cái tủ 3 buồng 5 cánh này thì em Sáng có làm một cái ngăn kéo các bác ạ, làm một cái ngăn kéo. Đấy, ngăn kéo này thì có dây trượt giảm chấn này các bác ạ. Khi các bác đóng vào nó rất êm ái này. Đấy, nó không gây tiếng ồn các bác nhé. Rất êm ái, cực kỳ êm ái luôn. Đấy, rất tuyệt vời. Bởi vì em Sáng làm rất nhiều các phân khúc hàng cao cấp rồi. Và mẫu tủ áo 3 buồng 5 cánh này thì em Sáng làm cho rất nhiều khách. Đấy, và cũng vinh dự là được anh trai ở Cao Lãnh Đồng Tháp cũng xem qua video và cũng tin tưởng đặt hàng cơ sở đồ gỗ Sáng Trang. Không có gì chân quý hơn, cảm ơn anh và cảm ơn tất cả những vị khách tuyệt vời của em Sáng đã luôn tin tưởng đồng hành cùng đồ gỗ Sáng Trang các bác ạ. Thì đây các bác cảm nhận này, nhà em Sáng thì có rất nhiều mẫu tủ áo, từ mẫu tủ áo 2 buồng, tủ áo 3 buồng, tủ áo 3 buồng 4 cánh. Đấy, thì cái chiếc tủ 2 buồng này cũng là chiếc tủ của khách rồi các bác nhé. Đấy, thì hiện tại cơ sở em Sáng hiện tại là có một con 3 buồng 4 cánh này là hàng phân khúc hàng tự do các bác nhé. Em Sáng hoàn thiện một con này. Đấy, nếu các bác có nhu cầu các bác cứ lấy con này luôn, quá tuyệt vời. Và còn hai con tủ mới xong cái phần mọc các bác ạ. Đây, em vừa mới xong phần mọc, hàng đẳng cấp, phân khúc VIP nhất trên dòng tủ áo các bác ạ. Khi mà các bác đã dùng đồ em Sáng rồi, các bác đến xem trực thực tế hàng thì các bác mới biết được, cảm nhận được cái sự chân thật cũng như là cái sản phẩm cao cấp mà em Sáng mang lại cho quý vị anh chị em. Tất cả những cái thanh cánh độ dày là đều dày 4 phân, cánh tiền dày 1/2 các bác nhé. Và toàn bộ là chạy hết. Đây, ngăn kéo thì ngăn kéo giảm chấn này các bác ạ. Đấy, bản đề thì bản đề đồng xịn. Tất cả hàng sạch sẽ từ trong ra ngoài. Các bác cảm nhận này, đây, hàng mọc em Sáng đã làm sạch sẽ như này rồi thì cớ gì mà hàng hoàn thiện không được sạch sẽ các bác ạ. Khi các bác xem sản phẩm, các bác xem khi mà nó hoàn thiện, từ khi mọc như này nó đã đẹp rồi các bác ạ. Đấy, gỗ cụ nào em Sáng chọn các bác yên tâm. Kể cả các bác thích làm gỗ gõ, các bác thích làm gỗ cẩm lai, các bác thích làm gỗ hương đá, các bác thích làm gỗ hương nào thì tùy, bất kể một dòng gỗ gì thế em Sáng đều phục vụ quý vị anh chị em. Bởi vì với em Sáng thì gỗ thì thật ra là không có gì khó cả, trừ khi những dòng gỗ cao cấp quá thì em Sáng nhận thời gian nó dài hơn thôi. Còn những dòng gỗ gụ này, gỗ gõ, gỗ hương đá thì nói thật quý vị anh chị em, thì xung quanh nhà em Sáng có rất nhiều kho gỗ. Đấy, thế nên cái việc mua gỗ nó cũng cực kỳ đơn giản các bác ạ. Đây, sản phẩm này thì chỉ cần ngày mai, ngày mốt thì em Sáng sẽ đóng hàng gửi cho bác.
Cách đây 5 hôm em Sáng cũng đóng hàng gửi cho một bác trai ở quận 9 Sài Gòn rồi. Và hôm nay em Sáng lại lên tiếp một con tổ 3 buồng 5 cánh cho một anh trai ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Và còn rất nhiều sản phẩm khác nữa tiếp theo sẽ được giao cho rất nhiều khách các bác ạ. Em Sáng nói luôn quan điểm này này, có nghĩa là khi mà khách hàng của em Sáng ở gần ấy, ở gần có nghĩa là gì, tối thiểu khoảng độ 100-200 cây số thì em Sáng có thể đến tận nơi lắp hàng cho các bác được. Còn nếu các bác ở xa thì các bác vui lòng thông cảm là gì, em Sáng sẽ có bên vận chuyển và bên vận chuyển đấy sẽ lắp hàng cho các bác hết sức yên tâm. Miễn là làm sao hàng của các bác lắp ở trong phòng ngon lành cành đào, em Sáng lấy tiền. Đó là một điều mà em Sáng vẫn nói luôn tất cả quý vị anh chị em, một sự chân quý tuyệt vời mà các bác mang lại cho em Sáng cũng như em Sáng mang lại cho tất cả mọi người. Và một lần nữa, đồ gỗ Sáng Trang xin trân trọng cảm ơn. Chào thân ái.